Chất em nhá. Hello, xin mến chào tất cả anh em. Ngày hôm nay tiếp tục bên em lại test một cục đẩy rất là khủng, Martin MA1300. Sản phẩm này hôm nay sẽ gửi xe em nhá, gửi xe cho một bác khách Hải Phòng. Đánh còn chưa hết ra lực của nó, đèn hơi nháy một chút. Anh em thấy không, đèn hơi nháy một chút. Quá là gấu. Hôm nay sản phẩm này có gửi đến cho anh Ngọc, anh ở quận Hồng Bàng em nhé, thành phố Hải Phòng. Thì cái sản phẩm này hôm nay bên em vừa bóc ra và test gửi đến cho anh. Test như thế này thì rất là ok rồi các bạn. 1300W em nhé, 1300W một kênh nhân với 4 rất là khủng đúng không ạ? Tức là một kênh này anh em chơi ra một cặp loa bass 40. Ở đây thì em cũng vậy, cũng đang test một kênh chơi ra một cặp 40 luôn anh em nhé. Kênh 2 cũng vậy, kênh 2 sẽ chơi với bên tay trái mà anh em. Tiếng rất là sáng. Với công suất như vậy thì về chúng ta ghép được rất là nhiều các dòng loa, các dòng súp khác nhau. Xuôi bắt 50, súp kép 50 luôn, thậm chí súp kép 50 luôn anh em nhé. 1300W rất là gấu và lên tới là 80 sò LGV kép. Hàng đẹp nhất hiện nay của bên em. Con này thì về các bác chơi sân vườn này. Đấy, chơi sân vườn, chơi bar, đấy, phòng trà rất là hay. Hoặc là chơi sự kiện đám cưới, chơi trên cục đẩy Martin M300 này thì trên tuyệt vời rồi. Sản phẩm này em đã bán rất là nhiều rồi. Với cái giá là 10.800.000 đồng, chưa gồm phí ship anh em nhé. Và ở đây thì em đang lấy nhạc từ máy tính. Anh em thấy không? Đang lấy nhạc từ máy tính và cắm thẳng vào đằng sau cục đẩy này. Ok chưa? Không qua một thiết bị xử lý âm thanh nào hết. Và một kênh sẽ chơi ra một cặp loa bass 40. Rất là gấu. Càng bét luôn. Máy càng bét luôn anh em nhé. Đấy, vừa rồi là test kênh 1-2 rồi đúng không ạ? Bây giờ em sẽ chuyển sang kênh 3, kênh 4 nhé. Thì bác khách này bác cũng yêu cầu là test trực tiếp. Đó, test trực tiếp. Không có qua vang lọc gì hay qua lưng tiếng gì hết. Mà em lấy nhạc từ máy tính và test trực tiếp thôi. Hàng này thì quá gấu luôn rồi. Hàng này về thì anh em chơi bao bền bỉ nhé. Chất âm hay, tiếng sáng, đánh uy lực. Ok chưa? Em cũng đã gạt hết các chế độ rồi. Đấy, parallel, stereo thì đang để chế độ stereo thôi. Đấy, rất là nhiều các chức năng ở trên cục đẩy này, rất là hay này. Đấy, đây là kênh B này, kênh C này, cả hai kênh này. Rất là đẹp đúng không ạ? Hơi nháy lên đi một chút.
vời. Rất là nhạy em nhá. Chiếc đạp rất là nhạy, chiếc đạp pin chạy 80 sò và đằng sau là hai quạt tản nhiệt, đằng trước hai quạt tản nhiệt. Hình thức cục đẩy này rất là đẹp đúng không ạ? Martin MA1300 London em nhá. Bảo hành 1 năm cho tất cả các bác, lỗi tháng đầu tiên. Anh em sẽ đổi mới ngay trong vòng 30 ngày. Có nhu cầu muốn mua cái sản phẩm này liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại bên dưới. Hàng lúc nào luôn luôn có sẵn và ngoài ra còn có rất là nhiều mẫu đẩy đẹp để phục vụ tới tất cả anh em. Ok chưa? $10.800.000 một cục đẩy Martin MA1300. Cân nặng lên tới là 45kg em nhé, cả thùng hộp. Bảo hành 1 năm. Thì ok, video này em xin dừng tại đây. Cũng đã test rất là kỹ rồi đúng không ạ? Test rất là kỹ rồi. Bây giờ em sẽ đóng hàng vào và gửi xe luôn cho anh. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em ở video gần nhất ạ. Oh,